Vâng, xin mời toàn thể các bác và anh chị em cùng chú ý hướng tới màn hình. Ở video hôm nay em sẽ test cái chất âm của cái sản phẩm Equalizer nổi tiếng của hãng Dezo với model E3100. Đây là một trong sản phẩm Equalizer mà ở trước cái video này em Trinh Trang Audio cũng đã test giới thiệu tổng thể với các bác và anh chị em về nội ngoại thất cái sản phẩm Equalizer này. Và trong video hôm nay thì em sẽ test về cái chất âm. Xin mời toàn thể các bác và anh chị em cùng chú ý hướng tới màn hình lắng nghe về cái chất âm của sản phẩm Equalizer này. Em sẽ cho to nhạc và chỉnh các cái giải nhạc để các bác và anh chị em tham khảo về cái chất âm. Xin mời toàn thể các bác và anh chị em. Quý vị các bạn, quý anh chị em thân mến, thì tất cả các bộ dàn âm thanh nghe nhạc và hát karaoke từ gia đình, phòng trà, phòng nhạc, phòng cà phê, phòng karaoke kinh doanh chuyên nghiệp cũng như là tất cả các cái hệ thống âm thanh sân khấu tổ chức sự kiện lớn ngoài trời, tất cả các cái bộ dàn âm thanh không thể thiếu được cái sản phẩm Equalizer. Nó sẽ có một cái tác dụng để điều chỉnh tất cả các cái giải tần số trung âm, trung tầm, trung chết ở tép để cho các bác quý anh chị em cảm nhận cũng như là có được một cái buổi nghe nhạc cũng như là hát karaoke trải nghiệm là có cái chất âm tốt nhất. Thì ở cái video hôm nay là em sẽ review một lần nữa cái sản phẩm Equalizer của hãng Dezo với model là 3100 này. Thì với một cái tổng thiết kế là hãng sử dụng nguồn điện là hai cầu điện, sử dụng thiết kế là hai cầu điện 110V và 220V rất điện. Và ở mé đằng trước là hãng thiết kế là tổng là có 30 các cái cần chỉnh giải các cái tần số nghe nhạc bass, trung âm, trung trầm, trung tép rất nhiều các bác cùng anh chị em nhé. Mỗi một vế là hãng thiết kế là 15 cần chỉnh, gộp lại là tổng là 30 cần. Thì các cái giải tần số ở cái sản phẩm Equalizer này là hãng thiết kế là đây, giải tép lên đến 16k và giải bass là xuống đến 25Hz, rất chi là VIP các bác anh chị em nhé. 25Hz là chỉnh cho tất cả các loại siêu siêu trầm của các bác anh chị em nhé. Giờ em sẽ chỉnh thử cái các cái giải này. Trước màn hình các bác anh chị em đang theo dõi thì là em đang chạy qua một cái thiết bị Equalizer xuống một cái bộ đẩy BMB các bác anh chị em nhé, nghe nhạc. Tuy nhiên là chưa phối ghép mic để hát karaoke, em trong video này em chỉ test tiếng nhạc thôi. Đây em sẽ chỉnh thử cái giải tép các bác anh chị em để ý này. Đấy, các bác quý anh chị em thấy không? Đấy, các bác quý anh chị em thấy không? Khi em chỉnh cái giải tép, các bác quý anh chị em thấy nó thay đổi quá nhiều không? Đấy, giải tép quá nhiều luôn. Đấy, bây giờ thì em sẽ chỉnh cái giải bát. Đấy, các bác quý anh chị em thấy không? Hết luôn, gần như là hết bát luôn. Hết bát, hết tép luôn, chỉ còn giải trung thôi. Đấy, em sẽ cho tăng cái giải trung lên. Đấy các bác còn xem thấy không? Giải trung âm này lên này. Đấy, trung âm lên, các bác còn xem thấy không? Trung âm lên. Em sẽ đưa cái giải trung xuống này. Đấy. Xuống hết luôn. Tất cả ba cái giải bass, trung, tép em giới thiệu là em chỉnh các cái giải tần nó sẽ thay đổi rất nhiều. Giờ em sẽ đưa giải tép lên. Một vế, hai vế, đưa giải bát lên tiếp, giải trung lên tiếp, đấy các bác muốn cho em vừa lắng nghe và vừa theo dõi bằng đôi tai và đôi mắt và sự cảm nhận của mình, thì các bác cùng anh chị em cũng có thể biết được là cái tác dụng của sản phẩm Equalizer trong các cái bộ dàn âm thanh là nó quan trọng như nào. Nó điều chỉnh về tất cả các cái giải âm sắc cho các bác cùng anh chị em là điều chỉnh nó phù hợp với cái bản nhạc nhất cũng như là cái đôi tai của mình nghe ở cái thể loại nhạc như nào cho nó phù hợp nhất. Rất chi là hay các bác cùng anh chị em đúng không? Rất hay luôn, rất tuyệt vời. Đấy, rất ok luôn. Nó không thể thiếu được trong một cái bộ dàn âm thanh nghe nhạc và hát karaoke từ gia đình cho đến tất cả các buổi tổ chức sự kiện sân khấu lớn ngoài trời cũng như là các phòng hát kinh doanh chuyên nghiệp của các bác quý anh chị em nhé. Vừa rồi thì toàn thể các bác quý anh chị em cũng đã được theo dõi cái video em test cái chất âm
của sản phẩm Equanizo Deso với model là E3100, hàng bãi xịn được sản xuất tại đất nước Hàn Quốc, đang có tại em Trinh Trang RD với một tình trạng là zin bản cực kỳ đẹp các bác của anh chị em nhé. Các bác của anh chị em vào xem video tham khảo về chất âm, có nhu cầu xin mời các bác của anh chị em liên hệ với em qua địa chỉ trên để sở hữu cái sản phẩm Equan này. Em Trinh Trang RD, địa chỉ quốc lộ 38, cảm ơn tổng giám Hải Dương, điện thoại 0967697999 và 0976757899 em xin hàng toàn quốc theo cầu. Cái sản phẩm Equan này thì trong video đợt trước em cũng đã báo giá rồi và lần này em cũng sẽ báo giá lại một lần nữa để các bác của anh chị em vào tham khảo và có nhu cầu thì cân nhắc về cái sự đầu tư cũng như là chặt tài chính của mình. Với cái giá là 3.600.000 thôi các bác quan xem nhé. Hàng bao zin bản cực kỳ đẹp, cực kỳ hay, rất độc, rất hiếm, ở thị trường Việt Nam không có đâu, rất hiếm, chỉ có tại em Trinh Trang RD ở trong thời điểm này thôi. Xin cảm ơn và xin chào, hẹn gặp lại toàn thể các bác quan xem trên toàn quốc và các video clip mới nhất em Trinh Trang RD.